dày nó không đều được các bạn. Hiện tại thì nó đang dính cạn ở đó luôn. Xin chào các bạn nha, chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Hậu. Thì hiện tại mình vẫn còn đang ở cầu Mang Thích của tỉnh Vĩnh Long. Thì mình sẽ tiếp tục quay gửi đến cũng như là các bạn và mọi người cùng xem là trục vớt một chiếc xà lan bon. Thì trước khi quay vào trục vớt thì mình sẽ nhắc lại cái vụ việc mà xảy ra xà lan bon lật úp như thế này ha. Thì cái xà lan bon này các bạn đi qua cầu Mang Thích do va chạm vô cái thành cầu và xảy ra vụ việc lật úp như thế này. Thì báo chí cũng đưa tin quá là nhiều rồi, mình cũng có đề cập vấn đề này quá nhiều trên kênh của mình nha. Thì hôm nay mình tiếp tục quay trục vớt để gửi đến cho các bạn mọi người cùng xem thôi. Thì cái chiếc xà lan bon này các bạn thì chiều ngang là 12m, chiều dài là 42m, chiều cao mạng là 3m. Thì chở được 960 tấn đá. Thì vụ việc thì qua cầu Mang Thích thì nó bị va chạm vô thành cầu và lật úp như thế này. Thì mấy anh em bên đội trục vớt thì cũng đang chuẩn bị để mà trục vớt. Thì hôm qua là có trang bị cho mình 5 chiếc tàu kéo các bạn, nhưng mà cũng không có hiệu quả gì. Thì không biết bữa nay mấy anh tìm cái cách gì để mà hiệu quả hơn ha. Thì các bạn xem trên kênh thì cũng nếu mà biết cái cách gì đó thì để lại bình luận cho mình biết và các bạn xem để góp ý thêm ha. Thì theo mình thấy thì cái mặt nước ở phía bên đây nè, ảnh bơm vô là lúc hơn hôm qua khá là nhiều rồi. Còn bên kia thì ảnh bơm hơi vô cho nó nổi ở phía bên kia lên đó các bạn, cho nó chìm cái bên đây. Thì cái chiếc xà lan bon này á, thì cái mũi nó cũng như cái lái rồi các bạn. Đấy, thì hôm nay thì mình cũng không biết là ảnh trang bị cho mình mấy chiếc tàu kéo nữa. Thì hiện tại thì mình đang thấy là 4 chiếc tàu kéo. Thì 4 chiếc tàu kéo này là được trang bị với cái động cơ Cummins các bạn. Thì Cummins này N14 hoặc là 350. Thì mấy anh đang cuộc dây để mà vô nó chuẩn bị mà kéo. Thì hiện tại nước đang lớn, chắc mình nghĩ thì anh mấy anh đợi nước lớn một tí nữa thì mấy anh mới kéo ha. Tí nữa đây thì mấy anh kéo thì mình tiếp tục quay gửi đến các bạn mọi người cùng xem tiếp nha. Các bạn mọi người nhớ đón xem hết cái video này nha, để coi ảnh sẽ trục vớt cái chiếc xà lan bon này như thế nào. Thì ảnh trục hôm nay nữa là ngày thứ ba các bạn. Thì mình ở đây đâu đó là 3 ngày rồi đó, để quay cái phần trục vớt xà lan này, bon này cho các bạn cùng xem nó trục vớt bằng cách nào ha. Thì mấy anh cũng tìm đủ mọi cách thôi, kéo ngang kéo dọc cũng không có hiệu quả gì các bạn. Thì hôm nay thì cũng không biết sao đây. Rồi bây giờ là mấy anh đang đi vô để nhận hàng các bạn, đi vô đâu đó căn hàng ngang. Thì hôm nay thì mình chỉ thấy có 4 chiếc thôi. Đấy, thì ở phía trên đó thì có một chiếc công an các bạn, công an đường thủy ha, để mà phân luồng để cho những cái chiếc xà lan mà đang lưu thông á, cho nó một cách cái nó an toàn hơn. Rồi bây giờ là trước tiên là mấy anh sẽ kéo cái chiếc xà lan bon này đi ra ngoài giữa sông để mà cho nó ngược nước đó các bạn, để cho cái thế nó chịu. Thì cái chiếc xà lan bon này là Long An, mình nói lộn, chiếc tàu kéo các bạn. Thì có một chiếc Long An, hai chiếc Long An, thì cũng có hai chiếc tàu kéo đến từ thành phố. Thì trên lý thuyết nhìn thì nó khá là đơn giản các bạn, nếu mà bắt tay vào làm thì đó là một điều gì đó là nó khá là khó khăn. Các bạn nhìn thấy nè, ảnh cũng đã kéo liên tục 3-4 ngày rồi, 3 ngày các bạn, nhưng mà nó không có hiệu quả gì. Thì sở dĩ mình chọn cái góc quay nó hơi xa một tí thì máy mình cũng đã gom hết cỡ rồi, các bạn xem cũng thông cảm nha. Tại vì mình muốn quay một cách là nó
cho các bạn xem được thấy là 4 chiếc tàu kéo và một chiếc xà lan bon ha. Nếu mà mình quay gần quá thì nó cũng không có thấy hết. Đó, bây giờ là chuẩn bị dây thì ở chiếc phía bên tay thì dây nó mới có thẳng. Rồi bây giờ là máy ảnh đã 4 chiếc tàu kéo đã bài binh bố trận xong. Bây giờ là trước tiên để lôi cái anh xà lan bon đi ra ngoài cái giữa sông. Thì cái chiếc xà lan bon này các bạn, nó chìm thì cũng không phải chìm ha, nó bị lật úp ha, nên máy ảnh mới lật ngược trở lại chứ không phải là chìm. Nếu mà chìm thì nó đã chìm lúc luôn các bạn. Cái này là nó bị lộn ngược ha, và nó bị lật úp lại. Đó, mấy anh đã bài binh bố trận xong rồi đấy. Thì không biết hôm nay là có kéo lật úp lại được hay không. Thì mình cũng mong là sẽ lật úp lại được các bạn. Thì cái vụ việc nó xảy ra thì đâu đó là nay nữa đâu là 7 ngày à. Nhưng mà anh đã 4 ngày anh trục vớt rồi ha. Tí nữa đây thì các bạn nghe được cái tiếng cu min nó gáy nè, 4 chiếc mà cu min mà nó gáy thì nghe sướng lắm các bạn. Nước thì phía bên đây thì bơm lúc vô hết rồi. Hiện tại thì chiếc xà lan bon đang nổi lình bình và anh kéo ra giữa sông thì mới kéo ra được một ít nữa. Đó, dây thì mình thấy mới có một cọng dây nó thẳng nè. Thì phải dây thì 4 chiếc cũng phải cho thẳng nè. Nếu mà không thẳng nó không đều thì 4 chiếc tàu kéo nó cũng vô tác dụng các bạn. Thì có một chiếc ba chiếc cái tàu nhỏ như thế này là lặn để mà xử lý tình huống khi dây cộ đồ nó bị xúc á. Nó bắt đầu dây thẳng là đầu là kéo này chưa đâu, này mới có chuẩn bị các bạn. Thì mình xin nhắc lại cho các bạn xem kênh được biết, thì cái vụ việc hôm đó xảy ra là do trời mưa nên khuất cái tầm nhìn, nên ảnh đi qua cầu Mang Thích nên không có thấy đường, bị che khuất cái tầm nhìn nữa các bạn, thì nó bị lộn ngược lật úp lên như thế này đây. Còn cái phần phía bên hông á, thì mình thấy nó mốp, nó méo gì. Nói chung là phía đó nó cũng hư một bên. Thì hôm qua 5 chiếc kéo không nổi. Thì hôm nay 4 chiếc thì không biết sao đây. Thì mời các bạn mọi người xem hết cái video này nha. Để xem coi hôm nay ảnh có trục vớt có thành công không ha. Thì mình cũng mong là ảnh thành công các bạn. Anh đợi hai anh này ở phía bên chiếc xà lan bon này giao tín hiệu thì mới kéo. Đó, bây giờ thẳng dây hết rồi đó. Chưa đâu. Dây chưa đều nên máy ảnh chưa kéo.
đang trôi lên bình như một cái phao vậy. Các bạn xem thấy này, nó bị móp méo phần phía bên đây, nói chung là phần phía bên đây nó bị hư hỏng khá là nhiều rồi. Bây giờ là bài bên bố chặn xong rồi đó. Rồi bây giờ là bắt đầu kéo này các bạn. Rồi bây giờ là anh miết rồi các bạn. Thì mình vô tải rồi đó. Sớm giờ cỡ cam dầu các bạn có trên luôn á, cũng như mà vô tải thì ghê lắm. Không ăn thua gì các bạn, không thấy nhúc nhích luôn, mặc dù đã bơm nước lúc ở phía bên kia rồi. Hiện tại thì máy ảnh kéo xuôi nước các bạn, mình không thấy cách này nó không hiệu quả ha. Bây giờ là máy ảnh đang quay đầu trở lại. Thì mặc dù là anh bơm nước 3 ngày các bạn, 3 ngày rồi anh kéo ha, kéo liên tục 3 ngày nhưng mà nó cũng không có hiệu quả gì. Thì hôm nay thì nếu mà anh làm theo cách này nữa thì mình theo suy nghĩ của mình thì chắc nó cũng không có hiệu quả gì các bạn. Đây, hiện tại là 4 chiếc tàu kéo đang cặp kè với nhau này. Để quay đầu ngược nước lại các bạn. Theo mình nghĩ thì chắc ảnh sẽ thử lại kéo ngược nước á. Chứ kéo xuôi nước thì mình cũng thấy không ăn thua. Cách này thì chỉ có tốn dầu thêm thôi chứ không có hiệu quả các bạn. Bây giờ là quay đầu ngược lại rồi đó. Thì chiếc màu cabin màu thứ hai bên tay phải điểm qua là trang bị cái động cơ là N14 các bạn.
trôi trôi lình bình như một cái phao mà trôi trên sông. Đó, bây giờ là hồi nãy nó tấp vô bờ, bây giờ anh đã đưa ra giữa sông rồi. Bây giờ anh thử lên một cái nữa nè. Chưa đâu các bạn, ảnh để cho khi mà nó ngay ngang song song với nhau bốn chiếc á, và nó sẽ có lực hơn. Bây giờ là ảnh sẽ đợi khi mà dây bốn chiếc nó đều với nhau thì ảnh sẽ ra tín hiệu bốn chiếc bắt đầu kéo ha. Hiện tại thì chưa. Bây giờ là có nhiều là chơi hết nhiều luôn các bạn. Phía trên ra tín hiệu rồi. Anh ở phía trên chiếc xe lạng bon ra tín hiệu là ngưng rồi. Làm cái cách này thì theo mình thấy thì cũng không có hiệu quả nữa các bạn. Nó tạm thời thì mấy anh thắt tay cho ngưng rồi. Không. Rồi như vậy là ảnh la dính cạn rồi. Cạn dính cạn các bạn. Dày nó không đều được các bạn, hiện tại thì nó đang dính cạn ở đó luôn. Các bạn ơi.
rồi bỏ cuộc. Bây giờ là trôi tiếp tục. Trôi kiểu này thì mình nghĩ là chắc qua tới Cà Mau, Sóc Trăng phía bên kia luôn. Theo mình thấy thì cái phương án này không có hiệu quả cho lắm các bạn ạ. Thì cái này theo mình nghĩ thì cần cái đội ngũ thợ lặn chuyên nghiệp hơn ha. Cái mấy anh này thì thua. Bây giờ là đang trôi lình bình như một cái phao vậy. Thì cách đây khoảng 2-3 ngày trước thì hiện tại ngay gần cầu Mang Thích các bạn. Thì anh kéo ở đâu 3 ngày, bây giờ là trôi đâu hút cầu Mang Thích. Cách cầu Mang Thích khoảng 3 cây số. Thì mình thấy nếu mà cứ tình hình này mà diễn ra thì trôi tới Cà Mau thiệt các bạn. Cà Mau hay Sóc Trăng gì đó. Bây giờ là mấy anh đang tìm cách để mà đưa vô bờ hay sao á. Theo mình nghĩ là vậy, chứ để mà cứ trôi lình bình ghe cộ lưu thông qua lại là nó cũng rắc rối. Hoặc là tấp vô nhà cái là mệt nữa các bạn, tới công chuyện luôn á. Hiện tại thì đang bị khuất một cái cua nên mấy anh sẽ tìm cách nào đó cho qua cái cua hoặc kéo lên cái cua các bạn. Nếu mà để cái cua như vậy xà lan hoặc ghe tàu thuyền nó lưu thông qua lại không thấy được những cái chiếc xà lan bon như thế này ha, và chạm vô nữa là nó mệt lắm. Rồi bây giờ anh sẽ kéo lên lại các bạn. Ở phía trước thì chỉ còn có một chiếc thôi, còn 3 chiếc ở phía sau cặp vô chiếc xà lan bon. Thì mấy anh bắt buộc phải kéo lên, nếu mà không kéo các bạn nó cứ trôi trôi miết xuống như thế này á là nó sẽ tấp vô nhà hoặc là ngay cái cua á, không để lên ngay cái cua được. Nếu mà ngay cái cua thì đổ nợ luôn á các bạn. Cái phương án này theo mình thấy thì thua rồi, đứt dây luôn rồi. Mặc dù là ở phía bên đây đã bơm nước vô nó đã lút hết luôn rồi. Thì ở luôn luôn lúc nào cũng có một anh này là điều tiết giao thông đường thủy á các bạn. Hình như là mình thấy màu xanh, không phải, anh chỉ là người điều tiết thôi để cho xà lan ghe qua lại rồi kia nó một cách nó thuận tiện hơn các bạn. Nhưng mà không điều tiết á thì xà lan qua lại này không có tín hiệu á này kia nó mệt mỏi lắm.
thì cuối cùng anh đã tìm đủ mọi cách thì cũng không có gì là hiệu quả và tiến triển các bạn. Hiện tại thì anh sẽ tiếp tục ủi vô bờ và anh sẽ tìm cái cách khác. Theo như cá nhân mình nghĩ là cái cách này thì cho dù là 10 chiếc tàu kéo hay là 20 chiếc gì đó cũng không có cách nào khả thi các bạn ạ. Thì mình sẽ đợi đến tới chiều coi mấy anh có kéo hay là tìm cái phương án nào tốt hơn không ha. Thì chứ đây chiều mà không kéo nữa thì mình cũng xin về quê các bạn ơi, xin phép các bạn về quê. Chứ bây giờ hiện tại thì mình ở đây 3-4 ngày rồi, chứ mà theo như thế này thì mình nghĩ là cả tháng nữa cũng không lên đâu. Thì có lẽ cái video mình cũng xin kết thúc video tại đây ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Để chiều thì coi có kéo nữa không thì mình sẽ tiếp tục quay cho các bạn và mọi người cùng xem. Chứ còn riêng mình thì mình sẽ cố gắng ở đây tới chiều để quay tiếp cái phần tiếp theo cho các bạn mọi người xem. Nếu mà không được thì mình cũng đi về quê luôn các bạn. Thì mình cũng quay cái đoạn phim này là chiếc xà lan bon trục vớt này đâu đó là 3 ngày rồi. Nay là ngày thứ 3 rồi ha. Rồi mình xin kết thúc video các bạn.